Ngày hôm qua, Tổ chức Cấm Phổ biến Vũ khí Hóa học OPCW ra tuyên bố khẳng định tổ chức này đã kiểm chứng việc tiêu hủy toàn bộ số đạn dược sử dụng vũ khí hóa học của Syria. Đây là một dấu mốc mới trong tiến trình xóa bỏ chương trình vũ khí hóa học do chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad lãnh đạo, với hạn chót dự định vào giữa năm 2014. OPCW nêu rõ các chuyên gia của tổ chức này ở Syria đã kiểm chứng việc phá hủy từng phần các tòa nhà nơi đặt những cơ sở sản xuất vũ khí hóa học. Tuy nhiên, đôi lúc họ vẫn chưa thể tiếp cận được các địa điểm này vì lý do an ninh. Theo lộ trình tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria do Hội đồng điều hành OPCW thông qua, hầu hết các loại vũ khí hóa học nguy hiểm nhất phải được tháo dỡ vào cuối năm nay, và công tác tiêu hủy số vũ khí hóa học được tiến hành bên ngoài Syria sẽ hoàn tất vào ngày 30 tháng 6 năm sau.